Thì đây là những cái tấm bao bao bao, bao phân ni lông. Thì trên quê trên em trên Tây Nguyên á, thì mọi người thường cái mùa mà bỏ phân á, trong năm thường bỏ phân tới 3 hoặc 4 mùa đó, thường ấy xong là những cái bao phân này họ vứt ra ngoài cái khu vườn đó, rất là nhiều. Thì qua năm tháng thì những cái yếu tố của tự nhiên, rồi đất, rồi mưa đó tạo nên những cái giống như cái bề mặt bao phủ cái vùng đất đó. Thì khi mà đi đi vòng quanh cái khu vườn của mình đó, thì thấy rất là nhiều, và nó giống như những cái làn da của con người đó, và nó mang những cái dấu vết của cái sự thay đổi phát triển ở khu vực đó. Theo Tùng đó, thì bản thân tự nhiên, bản thân những chất liệu nó cũng là những cái họa sĩ, nó cũng biết vẽ tranh, nó cũng biết làm video, nó cũng làm ra những cái tác phẩm điêu khắc. Nghĩa là quan trọng là mình có nhận ra hay không thôi, mình có thấy được như vậy hay không thôi. Thì ví dụ như tác phẩm này thì bản thân nó là những cái điêu khắc rồi, và mình chỉ có đưa ra cho cái người xem được thấy một chút gì đó, giống như cái cách mà nó thể hiện, giống như cách mà mình quan sát thấy, mình chia sẻ. Và ví dụ còn tác phẩm và những tranh lụa thì đó là một sự đồng hành đối với Tùng, giống như là một cái hợp sự hợp tác giữa giống như mình Tùng làm với Bill vậy đó. Thì đây là Tùng làm thay vì với Bill, thì Tùng làm với đất, với thiên nhiên, với côn trùng. Thì nó là một cái mối quan hệ, nó thấy một cách nào đó nó là chúng ta là bạn với nhau, thì chúng ta cùng hợp tác làm thì nó sẽ ra như thế nào. Thì đó là một cách để mình đến gần với nó, để mình để hiểu nó hơn. Thế em sinh ra ở vùng Tây Nguyên, thế thì cái quá trình lớn lên ở một cái vùng nông thôn cao nguyên như vậy thì có ảnh hưởng và tác động như thế nào tới cái hoạt động sáng tác của em? Thì ra gia đình em thì ông bà thì vào những năm 60, cuối những năm 60 thì di cư theo dạng kiểu nhà nước. Lúc đó thì di cư những người ở miền Trung đi lên khu vực Tây Nguyên để giống như là giữ đất ở đó và đánh dấu những cái việc mà người Kinh có mặt ở trên Tây Nguyên á. Thì lúc đầu thì ông bà em nghĩ là mình lên đó một thời gian rồi mình cũng sẽ quay về nhà của mình, quay về quê hương ngày xưa của mình. Thì rồi theo một cách nào đó nó trôi trượt, rồi đến tới tới đời em sinh ra ở Tây Nguyên. Thì tới lúc mà bây giờ thì em thấy là việc mà mình sinh ra đó vùng đất Tây Nguyên, nó là một cái sự may mắn. Thì nó được mình được giống như mình được nuôi dưỡng bởi cái vùng đất đó. Mình em vẫn nhớ từ nhỏ thì cái việc mà em tiếp xúc với đất, với những cái cây, những cái sinh vật ở đó, những cái mà hàng ngày mình được tiếp xúc đó, thì nó tới bây giờ nó giống như là một cách nào đó nó rất là, nó vừa khi mà em lên thành phố thì nó vừa một cái gì đó mà mình thấy mình bị tách ra khỏi nó, nhưng mà nó cũng là một cái gì đó mà nó níu kéo mình lại, quay lại với những cái gì mình đã trải qua, mình đã từng cảm nhận. Và mình thấy cho nên những cái thực hành bây giờ của em thì nó gắn liền rất nhiều đến những cái thực thể tự nhiên ở đó, như đất, đá, nước, cây cối hoặc côn trùng, những cái linh tính như vậy. Cái không gian ở trong trong tác phẩm của Tùng ấy, thì thường dù có sử dụng hình thức nào hay là chất liệu nào thì mình cũng thấy rất là rõ cái chuyện là có những cái yếu tố nằm bên ngoài kiểm soát của con người. Những cái chất liệu mà Tùng vừa nói đến, ví dụ như đất này, nước này, ánh sáng này, nhiệt độ này, cho dù là nó là vật thể hay là phi vật thể, thì mọi cái yếu tố này nó đều ảnh hưởng đến cái đời sống của cái tác phẩm. Tác phẩm nó sẽ luôn luôn liên tục thở, và ở trong đấy thì cảm giác như là có một cái sự thành kính, có một cái sự cung phụng trước cái sức mạnh của thiên nhiên ấy. Mình hiểu là mình sẽ không kiểm soát được nó, nên là mình sẽ làm việc cùng với cả nó để cho nó trở thành một cái người cộng tác của mình. Mỗi cá nhân hoặc là mỗi cái vật thể xung quanh mình, nó đều có cái cá tính riêng và có cái một ngôn ngữ riêng của nó. Nhưng mà cái sự riêng biệt đó, nó nếu mà mình nhìn một cách rộng hơn hoặc sâu hơn, thì cái sự riêng biệt đó nó của mỗi cá nhân, mỗi cá thể đó, nó đều có những cái liên kết rất là trừu tượng mà nó vô hình. Thì Tùng thích với cái việc mà cái ý niệm về cái sự vắng mặt, cái sự vô hình của không gian, cũng như cái chất liệu, cũng như cái ngôn ngữ đó. Làm thế nào mà mình hiểu được một cái cục đất, cục đá, hoặc
một cái hồn ma chẳng hạn nó tồn tại xung quanh mình thì như thế nào? Thì khi mình làm việc với những cái chất liệu trong tác phẩm thì Tùng giống như cái việc mà mình thực hành là giống như mình là một cái vật chở, thì ông của Tùng là giống như là một thầy cúng. Thì hồi nhỏ lúc mà Tùng mới sinh ra thì ông Tùng giống như là thay đổi cái hình dạng Tùng để là một thằng con trai, nhưng mà khi mà sinh ra thì ông biến thành giả trang em là thành một con gái. Thì lúc đó vừa sinh ra thì ông bấm hai cái lỗ tai và cho đeo bông tai. Thì từ cái thời nhỏ đó đến lúc mà 12 tuổi thì đến một khoảng thời gian thì mới quay trở lại làm một thằng con trai. Thì ông mục đích ông làm giả như vậy để làm gì? Giống như là một cái sự cải trang và thay hình để mình có thể bảo vệ, đúng không? Bảo vệ và đánh lừa. Và thì nó một phần nào đó nó cái việc mà nó chuyển đổi và thay hình đổi dạng, hoặc là mình trong một cái thân thể khác, một cái thân xác khác á, thì ngay thì cái việc đó nó mình suy nghĩ trong cái tác phẩm mình như vậy. Việc mà một cái mình là một cái cơ thể để một cái đối tượng khác nó được truyền dẫn, được nói cái thông điệp của cái đối tượng đó, một cục đất thông qua mình để có thể tiếp diễn được cái ngôn ngữ của cái cục đất đó theo một cách nào đó để thì tôi suy nghĩ về cái vấn đề đó, cái sự vắng mặt và cái sự nối kết. Và cái người nghệ sĩ, cái người thực hành giống như bản thân Tùng thì nó là một cái điểm giữa, một cái sợi dây dẫn, một cái vật dẫn để cho vật chứa cho những cái thực thể xung quanh mình, những cái xung quanh mình được cất lên một tiếng nói khác. Khi mà Bill nói thiên nhiên và tự nhiên ấy, thì Bill cũng có một cái ý nữa, đấy là nó còn là cái tự nhiên ở trong đời sống thành thị, đô thị hoặc là bán đô thị, đấy chính là cái khung cảnh nhà cao tầng hoặc là sông hồ bị ngăn chặn để làm đê, xong rồi lại hoặc là những cái khu đất nó bị cư dân bị gọi là được giải tỏa để xây những cái khu đô thị mới chẳng hạn ấy. Thì cái đấy nó được thấy rất là rõ trong chính cả những cái thử nghiệm, đặc biệt là về video của Tùng. Khi mà Tùng làm những cái video đó về đời sống ở thành thị hoặc là bán thành thị chẳng hạn ấy. Thì ở trong bộ sưu tập của Nguyễn Art Foundation thì có một cái tác phẩm, đấy là chân dung của một biểu tượng dần vẹo vọ, đúng không? Chân dung của một hình tượng đang biến dạng. Thì cái sự vắng mặt mà Tùng vừa nói đến ở đây nó cũng được thấy rất là rõ ở trong cái video đó. Một cảnh bên tay trái thì mình nhìn thấy cái tấm pano bị rách tả tơi và nó lật phật ở trước gió, và nó chỉ còn lại một phần hình, có thể là một anh công nông hoặc là một anh kỹ sư gì đó chẳng hạn. Và cái màn hình bên tay phải thì là một người đàn ông cứ cầm một cái máy dò tìm một cái thứ gì đấy mình không thấy đâu cả đó. Đấy thì cái sự vắng mặt ở đây nó còn được thể hiện qua, nó được thấy rất là rõ qua cái việc là cái sự va chạm, cái sự ma sát khi mà Tùng chuyển cuộc sống từ vùng cao nguyên, từ vùng Tây Nguyên về thành thị, và nó tạo ra những cái đứt gãy chẳng hạn ấy, với cái thiên nhiên của mình, nhưng sau đó thì mình lại phải đối diện với một cái dạng thiên nhiên, một dạng tự nhiên khác ở thành thị. Thì Tùng có thể nói thêm về cái chủ đề đấy ở trong cái tác phẩm video thuộc cái bộ sưu tập của Nguyễn Art Foundation được không? Thì thường cái cách làm việc của Tùng là việc mà cái sự dịch chuyển và cái nơi mình sống cũng như cái bối cảnh lúc đó thì nó Tùng dựa vào rất nhiều, giống như là mình tùy duyên, tùy và nương vào những cái gì mình đang tiếp nhận. Cái tác phẩm chân dung của một hình tượng đang biến dạng, thất lạc và tìm thấy thì khi mà tại vì cái giai đoạn đó thì mình làm việc ở cái khu bên kia sông là quận nhất á, nhìn qua bên quận 2 thì nó đang là một cái công trường mà đang phá vỡ những cái căn nhà cũ ở khu đó. Thì làm việc bên này và thường buổi chiều thì hay ra bờ sông mình nhìn qua bên kia lắm. Thì khi mình quan sát bên kia thì thấy nhìn bên kia nó là một cảnh gì đó nó khá là tiêu điều. Nhưng mà nó là một cái khu mà được quy hoạch cho một cái thành phố kiểu mẫu trong tương lai. Thì bên kia sông thì nó có rất nhiều cái pano được treo với những khẩu hiệu. Thì trong đó có một khẩu hiệu rất là thú vị là về
thay đổi nông thôn, một cái cách mà thay đổi về nông thôn, vùng nông thôn á, thì mà nó bị rách nát và nó bị những cái cơn gió nó thổi làm cho cái hình tượng, cái hình ảnh trên đó nó bị thay đổi. Thì cái pano đó nó in hình một cái anh chàng thanh niên. Thì anh thanh niên này có thể được nhận dạng là một cái kiểu mẫu hình tượng kiểu một thanh niên đang tràn đầy năng lượng và rất là mạnh mẽ, biểu tượng cho một cái thế hệ. Thì mình cũng là một trong những cái thế hệ đó, từ cái miền quê mình đi lên, thì cái pano đó mình có thể thấy ngay cả dưới quê mình cũng vậy, nghĩa là thay đổi một cái nông thôn, diện mạo nông thôn mới ở dưới. Thì đi đâu cũng sẽ thấy những cái pano áp phích giống như vậy. Thì cái việc mình sao mình thấy kỳ kỳ quá, sao mà cái việc mà anh thanh niên này trông có vẻ rất là hình tượng rất là chắc khỏe và ấy, nhưng mà lại sao nó bị những cái yếu tố của tự nhiên, những cái mô hình nó tạo ra làm cho anh này nó tơi tả và rách nát, không thể vặt vẹo như vậy. Thì mình thấy nó rất là ngộ, mình thấy nó lạ và mình thấy nó kỳ kỳ. Thì cái sự lạ và kỳ kỳ đó nó đặt cho mình những câu hỏi về cái việc mà cái gì nó đang xảy ra, nó đang biến đổi như thế. Thì trong cái thời gian đó thì bắt đầu mình sử dụng chất liệu là video, tại vì mình không có làm việc ở xưởng mà, thì tùy vào cái ấy, thì mình lúc đó mình sử dụng video để mình đi theo cái anh này. Thì cái anh này ngày xưa là ảnh sống ở khu vực bên quận 2 luôn, ngay cái khu vực bên kia sông đó. Thì cái nhà ảnh và cái tất cả người thân ảnh sống đó rất là lâu đời rồi, nhưng mà không được chấp nhận những cái giấy tờ đó. Thì khi mà quy hoạch khu vực đó thì ảnh phải di dời đến một nơi khác. Và hàng ngày thì ảnh với là một nhóm người nữa thì tụ tập lại cái bờ sông đó để sử dụng những cái một cái máy dò. Và ảnh cứ đi lang thang khắp mọi nơi, thì cái việc mà sử dụng video nó giống như là một cái dạng phim tư liệu luôn vậy. Thì nó một cái thực hành về giống như là documentary. Thì đi theo anh đó lâu, thì đầu tiên mình phải làm quen ảnh đó. Rồi tại vì người ta cũng ngại mình mà, tại vì những cái người lao động nghèo ở khu vực bên đó họ sợ lắm. Họ sợ việc mà quay phim lên, tại vì những người mà khác họ thấy mình mặc mình trong đó thì cái chân dung của mình như vậy thì họ rất là sợ. Xong rồi kiểu mình làm thế nào để mình tiếp cận, mình đi, nó phải theo thứ tự thời gian. Thì đi theo anh đó một thời gian và rất thú, cái điều thú vị là ảnh sử dụng một cái máy dò và ảnh đi đào hết cái hố này hố kia, và có những cái hố dài tới 3-4 mét ảnh cứ đào xuống lòng đất. Nghĩa là ví dụ một cái sự đối nghịch, ví dụ như bên kia sông á là những cái tòa nhà nó phát triển lên bên trên cao, nó cứ mọc dần lên bên cao, và bên này sông á thì là một cái hình ảnh một cái anh chàng mà ảnh cứ đi xuống phía dưới, là một cái sự giống như mình quay lại cái việc mà mình một cái sự quay vào bên trong trong mình á, giống như mình nhận ra có một cái điều gì đó mà mình thật sự nghĩ phải quay vào bên trong mình để mình nhận ra một cái điều gì đó. Thì nó gần với cái Phật trong ngôn ngữ của Phật giáo hay như thế đấy, trong cách mà mình thực hành tùng học với sân mạng như vậy. Nghĩa là một cái gì đó nó đi vào bên trong chứ không phải là bên ngoài. Cái bên ngoài là những cái giống như là những cái biểu tượng, những cái hình thức. Nhưng mà cái biểu tượng hình thức đó chưa chắc nó đã là bản chất của cái sự vật, mà là một cái sự đi vào bên trong, một cái sự tìm bên dưới. Thì cái video đó là một cái sự đan xen giữa hai cái mặt, giữa cái bên ngoài và cái bên trong, cái trên và cái dưới. Những cái triển lãm của Tùng gần đây ở Việt Nam ấy, ví dụ như là mình có cái triển lãm trạng thái đi vắng ở Manji này, hoặc là như nhựa cây vẫn chảy ở sàn Art, hoặc là bên kia rừng rậm ở nhà sàn Collective, hoặc là nơi ở giữa cái toàn thể và sự phân mảnh ở Gallery Quỳnh chẳng hạn. Thì mình sẽ phải coi, mình có thể tạm gọi những cái dự án đấy khi mà mình bước vào không gian triển lãm nó giống như là những cái sắp đặt toàn thể. Tức là mọi cái yếu tố nó đều trở thành những cái đơn vị ở trong một cái cơ thể, và nó tương tác với cả nhau, nó sống cùng với cả nhau ở trong đấy. Thì đây là một cái bước đi rất là xa so với cái đào tạo nguyên bản của Tùng ở trường, đấy là về hội họa và về sơn mài. Đấy là một cách để có thể nhìn nhận được cái sự cái tiến trình của Tùng. Nhưng mà đồng thời thì Bill cũng thấy rất là rõ là ở trong cái cách sắp đặt, trong cái cách Tùng làm tác phẩm, trong cái cách mà Tùng xây dựng không gian, hoặc là mình đặt những cái câu chuyện, những cái khái niệm cạnh nhau ấy, thì cái thực hành sơn mài thực ra nó lại rất là rõ ở trong đấy. Tại nếu như mình nghĩ một chút hơi trừu tượng hoặc là hơi khái niệm hóa một chút, thì sơn mài thì có nghĩa là mình phải đắp chất liệu lên bề mặt, sau đó thì mình lại mài đi để nó làm lộ cái âm ở bên trong. Cái như Tùng vừa nói là
bên ngoài có khi nó chỉ là những ký hiệu, nhưng mà thực ra là cái bên trong mới là cái mà Tùng muốn hướng hoặc là muốn người xem chạm đến chẳng hạn ấy. Thì Tùng có nghĩ về cái thực hành sơn mài của mình khi mà Tùng làm sắp đặt hoặc là khi Tùng xử lý không gian của triển lãm hay không? Đối với Tùng thì Tùng ngay từ cái việc mà sau khi ra trường thì cái thực hành sơn mài nó giống như là một cái điểm tựa, nó giống một cái mà mình nương vào đó để mình tiếp tục cái hành trình. Dù là tại vì sau khi Tùng học và tốt nghiệp nó 2010 ra thì Tùng dường như là một cái thời gian dài Tùng không có làm cái sơn mài, mà thay vào đó là đi làm công ty rồi thì làm những chất liệu khác, thì video rồi những tranh vẽ trên giấy hoặc là làm với điêu khắc. Nhưng mà cái việc sơn mài nó dạy, nó giống như nó dạy cho mình cái việc mà một cái cách để quan sát, một cách nhìn, một cách mà giống như Bill nói nãy là nó hướng vào bên trong, nó đi vào cái bên trong, đi vào cái bản thể, vào cái vô hình, một cái quãng nghĩ, cái không, cái khoảng không mà mình dường như không thể kiểm soát và không thể nhận diện được đó. Thì cái việc mà sơn mài mà tại vì nó rất là nhiều lớp, nhưng mà việc mà cái lớp này nó được ấy lên thì để thấy được đó, thì mình sẽ đi xuống đào sâu với những cái lớp dưới và những cái tầng dưới, thì nó là một cái cách mà trong những cái thực hành ví dụ như video hoặc cái đều là những cái mà Tùng dựa vào đó, nương vào đó để mình thực hành. Nó đều là những cái layer chồng lên nhau, cái này chồng lên cái kia, cái này nó liên kết với kia, nó đan xen, nhưng mà trong cái sự đan xen nó có sự khác biệt. Và trong cái sự khác biệt nó có sự giống nhau trong đó. Nó là những cái tầng đang ghé vào nhau. Khi sáng tác thì em cũng có đề cập đến rất nhiều các cái khoa học này, vũ trụ học này. Nhưng mà đồng thời em cũng đưa rất là nhiều những cái yếu tố tâm linh vào trong các cái tác phẩm của mình. Thế vậy thì làm thế nào để em phân biệt được cái sự giữa yếu tố tâm linh và cái thực tế? À, hiện nay thì em đang đọc cái gì và em đang nghiên cứu cái gì? Thật ra thì giống như tâm linh hoặc khoa học hay những cái khác nữa, nó là những cái mà hàng ngày mình nó đến với mình theo một cách gián tiếp hoặc trực tiếp. Thì bằng ngôn ngữ nghệ thuật thì đối với em thì cái việc mà cái em học cái cách mà quan sát vào cái cách mà cái tự nhiên á, những cái cây và những khu vườn hoặc khu rừng nó sinh sống và nó kết nối với nhau á, thì chính là cái yếu tố đó nó nối kết lại những cái kia. Giống như một cái cây lớn thì nó cần những cái cây bé xung quanh. Giống như một cái tác phẩm nghệ thuật thì nó cần những cái, hoặc khi mình nghiên cứu về triết học, mình nghiên cứu về tâm linh, mình nghiên cứu về xã hội, thì những cái này nó giống như là những cái rễ, những cái cành, những cái nhánh, những cái con sâu, con bọ xung quanh mà nó nuôi cái cây đó lớn lên vậy đó. Thì những cái kia nó là, nếu như mình đừng cứ nghĩ là nó giống như những cái phương tiện, mà những cái phương tiện đó nó là cái nguồn năng lượng, những cái ấy để nó nuôi dưỡng mình. Nó, thì có lúc thì nó cái này nó sẽ nhiều hơn, nhưng mà cái lúc thì cái kia nó sẽ nhiều hơn, nhưng tổng kết lại là những cái đó là giống như những cái chất mà nuôi dưỡng mình lớn lên vậy đó. Từ cái lúc mà dịch xảy ra thì em hầu như làm việc ở xưởng mà không có đi nhiều. Thì em đang xây dựng giống như một cái xưởng mình nó là một cái khu vườn. Thì một cái xưởng là một cái khu vườn đang sống, và những cái tác phẩm, những cái object, những cái mà nó đang hiện diện trong cái xưởng nó là những cái hạt giống, những cái hạt mầm, những cái cây nó đang nảy sinh, nó đang thay hình, nó đang biến đổi. Thì em quan sát về tự nhiên, em quan sát về những cái mối liên hệ rất gần với mình. Những cái một cái khu vườn thì nó được sinh ra và nó chuyển đổi như thế nào, và tập nó giống như một khoảng lặng trong cái thời gian đó mình không đi nhiều, mình không có tiếp xúc nhiều nữa, thì nó giống như một khoảng lặng để mình, khi mình quan sát, mình đi ra phía ngoài thì mình thử quay vào bên trong, quan sát những cái bên trong mình. Thì bản thân em nghĩ rằng bản thân mỗi cá nhân, mỗi con người nó đều có những cái khu vườn riêng của mình, khu vườn bên ngoài và khu vườn bên trong. Thì khu vườn bên trong là cái thế giới quan hàng ngày mình được tiếp xúc là bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, những cái mình nghe, mình biết, mình hiểu. Nhưng mà đằng sau nó có một
cái khu vườn khác nữa, khu vườn bên thật sự sâu bên trong mình, để mình quán chiếu, mình nhìn nhận lại những cái giá trị xung quanh mình nó đang luân chuyển, nó đang vận chuyển như thế nào. Chị có được xem rất nhiều những cái bộ ký họa của em. Và Nguyễn Up Foundation cũng đã có một bộ ký họa rất là đẹp. Thì hồi nãy em có chia sẻ là em đang phát triển những cái bộ ký họa đấy thành những tác phẩm sơn mài. Thì em có thể nói thêm về cái dự án này. Thì cái việc mà vẽ ký họa thì nó giống như là một cái cách mà giống như thay vì mình vẽ, mình làm thơ, mình viết văn thì mình vẽ. Thì vẽ nó là một cái dạng của giống như mình ghi lại những cái dự định hoặc những cái mà mình đang suy nghĩ, đang suy tư. Thì cái phát thảo mà bên Nguyễn Foundation đang sưu tập nó là về cái series tên là Phát thảo những cái bóng trong vườn. Thì giống như lúc đầu anh chia sẻ là về một cái khu vườn nó đang như thế nào, thì phát thảo và những cái bóng khu vườn nó, những cái tư liệu nó đến là rất nhiều nguồn khác nhau. Nó đến tại Internet, thì Internet nó cũng là một cái khu vườn theo một dạng nào đó. Nghĩa là một cái dạng mình đi vô đó, mình lần mò dưới những cái này, dưới những cái kia, và mình lấy những cái đó về. Có những cái thì nó liên quan tới lịch sử của ông bà mình, có lịch sử của vùng đất. Có cái thì nó đơn giản là những cái hạt mầm, hạt cây, những cái bông hoa thôi. Nhưng mà khi mà nó giống như những cái mảnh rời rạc rất là nhiều nơi, từ bốn phương, tám hướng, nó lại quay về một cái khu vườn. Đó là khu vườn của mình. Thì từ cái khu vườn mình, những hạt giống đó nó lại nảy nở. Thì một phát thảo là giống như là một cái hạt giống mình nảy ra trong rất nhiều hạt giống. Nó được sinh sôi. Thế em nói là cái Internet nó cũng là một khu vườn. Thế rồi cái tác phẩm ở kia em làm nó như cái sim ấy. Thì nó cũng như kiểu một hình thức là nhờ nó vào được Internet để mình khám phá nó. Cũng là nhờ nó mà mình sẽ liên hệ và kết nối được với thế giới kiểu như thế. Hay, rất là hay. Càng nói chuyện mình mới lại càng hiểu. Tại sao?